Cũng trong sáng nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà đã đi thăm chúc Tết tại Trung tâm Phục hồi Chức năng Tâm thần tỉnh, một số gia đình chính sách, người cao tuổi và hộ nghèo trên địa bàn huyện Yên Mô. Cùng đi có lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Văn phòng Tỉnh ủy và huyện Yên Mô. Tại Trung tâm Phục hồi Chức năng Tâm thần tỉnh, nơi đang chăm sóc điều trị cho 262 đối tượng, trong đó có 12 người có công và thân nhân người có công. 50% trong tổng số đó là người trên 60 tuổi. Những năm qua, vượt qua những khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của trung tâm đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giúp các đối tượng phục hồi tốt. Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà ghi nhận, biểu dương và chia sẻ những vất vả của đội ngũ cán bộ y bác sĩ trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhấn mạnh. Đối tượng của trung tâm là những bệnh nhân có hoàn cảnh hết sức đặc biệt, sự bình phục của họ phụ thuộc rất lớn vào trình độ chuyên môn và sự ân cần, chu đáo của chính những y bác sĩ, nhân viên trực tiếp chăm sóc. Dù những khó khăn trước mắt còn nhiều, song đồng chí tin tưởng rằng tình yêu thương thực sự, coi người bệnh như chính người thân của mình thì các y bác sĩ, nhân viên của trung tâm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sắp đến, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trung tâm có sự chuẩn bị chu đáo để những bệnh nhân ở lại đây được đón một cái Tết đầm ấm, đầy đủ và sum vầy. Chúc tập thể cán bộ y bác sĩ và nhân viên, các đối tượng đang điều trị đón Tết cổ truyền nhiều niềm vui. Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn đã tới thăm chúc Tết gia đình cụ Cao Văn Đàm, 100 tuổi, ở thôn Chí Bình, xã Yên Nhân. Ông Phạm Duy Nhất là bệnh binh ở xóm 2 xã Yên Mạc, bà Nguyễn Thị Hương hộ nghèo ở xóm 3 xã Yên Mạc. Tại các nơi tới thăm, đồng chí đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình cuộc sống, chia sẻ với những khó khăn vất vả mà các gia đình còn đang gặp phải và đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt để các gia đình vươn lên phát triển kinh tế, đóng góp sức lực, trí tuệ, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, phát triển. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, đồng chí chúc các gia đình đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui vẻ, an khang, thịnh vượng.